Cô bác anh chị em thì phía đồng mình hiện giờ đang đến chùa Sông Rơm không quý vị? Rồi đang chuẩn bị xuống xe để rồi tiến hành vô chùa nha. Thì bữa nay cũng là đầu năm mùng năm Tết quý vị. Thì bà con đi đến viếng chùa rất là đông không quý vị? Thì kính thưa cô bác anh chị em, bữa nay là ngày mùng năm nha, là mùng năm Tết. Thì chùa Sông Rơm ở Sóc Trăng quý vị. Thì cái người thời gian đi đến đây viếng rất là đông quý vị. Xe quá khứ đông cho nên mình bắt đi bộ luôn quý vị. Bây giờ lo chụp pin nè. Giờ mình chụp lại.
đồ đó. Cái ấy được cái nào chụp sao cái